từng tưng từng từng lưng, kiểu như là không có chuyện gì xảy ra. Đấy là mình đi lên phòng mình khóc, đóng cửa cho phòng khóc rồi á, kiểu suy nghĩ linh tinh trong phòng, không ăn cơm xong đi vào mở ra nhìn ai sẽ bỏng bỏng kiểu không ai sớm hơn rồi mình cứ nghĩ sau cái giờ phút đấy thì em cũng khóc thôi, thì mình cảm thấy là chưa được một cái nhà mình thấy là chắc là mình không đến nữa mà mình bị kiểu bỏ rơi. Nên có một người bây giờ thì là không cưới thì tự nhiên mình phải tự quyết định. Mà rất là buồn nếu như mà cái chuyện đấy xảy ra. Nhưng mà nếu như là có một câu nói là em bình tĩnh để em suy nghĩ thì mình sẽ thấy đúng yên tâm thôi. Hơn. Ừ. Không nói gì cả. Cứ thái độ tầm 3-4 ngày không nói một câu gì. Không ăn chứ. Như nào? Mình thì lo lắng, cái bụng cứ ví dụ qua một ngày nó to lên, mình cảm thấy mình cũng sợ chứ. Ừ. Mình sợ chứ bây giờ đấy. Thì mình sẽ yên tâm hơn. Đúng rồi. Không hiểu đang nghĩ gì. Cưới mình không nhỉ? Cưới mình không nhỉ? Đấy, giai đoạn đấy là giai đoạn căng thẳng. Với cả là cũng nghĩ thêm một số vấn đề nữa, tại vì mình còn trẻ mà. Ừ. Cưới bây giờ bị công cụ. Còn việc gì ăn chơi vậy? Sự nghiệp sẽ ra sao rồi, là bữa nhậu là sẽ ra sao đúng không? Tôi đang nghĩ luận quẩn chỉ có mấy vấn đề đấy thôi. Nhưng còn về vấn đề mà em bé thì chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ. Chưa bao giờ, chưa xuất hiện một lần nào trong đó. Việc nói chuyện với gia đình hai bên. Rồi, nó ra dưới danh như thế nào? Đầu tiên là bước qua một rào cản cực lớn, đấy là nói chuyện với bố mẹ mình trước. Đấy mới là cái giai đoạn à, bên nhà vợ lại không ngại nha. Bên nhà vợ thì từ các bác đến ông bà mọi người rất là vui. Nhưng không có rào cản với bên nhà vợ. Nói với nhà vợ phút một tích tắc xong không ngại, sẵn sàng luôn. Nhưng mà bố mẹ mình thì là một cái khó. Bởi vì bố mẹ chỉ là nhà giáo, cho nên là cái tâm lý và cái cách mà tư duy nó hơi kiểu truyền thống. Và khi một việc đầu tiên là mình lấy một người vợ mà nghệ thuật là bắt đầu là đủ các loại văn rồi. Trong khi mình cũng làm nghệ thuật thôi. Thế nhưng mà lúc đấy bố mẹ đã biết là của em bé chưa? Chưa. Chưa biết, đấy. Nhưng mà Tùng giải quyết rất là nhanh. Ừ. Bố mẹ ra nói chuyện với bố mẹ thì gọi mẹ ơi, bố ơi, con cần nói chuyện. Nói luôn. Anh đã nói như thế nào? À, để chưa biết đấy. Bây giờ chip có bầu rồi, con làm nào đi. Đấy là về nhà hỏi ý kiến. Về nhà hỏi ý kiến. Sau đó thì bố thì còn tâm lý hơn. Trong lúc đấy còn mẹ thì đứng kiểu mặt ôi chết rồi. Con xin tự giới thiệu, mình tên là Ngân. Mình năm nay 26 tuổi. Mình đang là ông bây giờ dạy thanh nhạc trong một số trung tâm tại Hà Nội. Cho các bé là mình có đi biểu diễn quanh Hà Nội. Xin chào mọi người, mình xin phép được tự giới thiệu, mình là Tùng, mọi người thì gọi mình là Tùng Tích. Mình sinh năm 90 và công việc hiện tại của mình đang công tác và làm cố vấn âm nhạc tại công ty Sony Music và làm người dạy producer cho các bạn trẻ, bên cạnh đó cũng dạy guitar nữa. Xin chào. Và ngày hôm nay thì xin rất là muốn tìm hiểu lần đầu tiên gặp nhau là lúc nào và ở đâu. Bọn em thì gặp nhau ở tại phòng trà. Phòng trà có tên là Swing tại Hà Nội. Điều đầu tiên chồng em ấn tượng. Còn em không nói gì cả. Không thèm quan tâm luôn. Và đến lần mà mình có ấn tượng đầu tiên là phải khoảng hai năm sau đấy, sau cái lần gặp gỡ đấy. Đấy thì là câu chuyện cũng gian nan lắm. Chồng có liên hệ với mình, gọi mình đi làm. Ok. Hát cùng với đêm của anh ấy. Sau rồi đến gặp anh ấy, đánh đàn hay quá. Mê nhưng mà ngắm đánh đàn thôi mà lúc đấy tự là anh không biết là cái nào là đàn hay và không hay đâu, nhưng mà chẳng hiểu sao một người không có sắc nhiều lắm một người không có nhan sắc kiểu là như vậy là đây là sau khi đã lấy làm chồng và có như thế đúng không? Không, kể cả lúc anh chưa lấy em cũng vẫn là bảy em nghe nhé, không phải là con người lại thế thì dài con thế thì đấy mình rất là thích, mình rất là nể anh thôi. Nhưng mà tại sao lại tương tư đến tận 2 năm? Cô cần nói thật không? Nói thật đi. Nói thật đi, ok. Thực ra thì cái lúc mà Tùng bắt đầu gặp vợ của Tùng thì có một cái biệt danh tên là Chip. Ok. Thì bắt đầu cái thời gian mà bắt đầu nhìn thấy và gặp Chip là lúc đó thì bạn ấy vẫn đang có một
boyfriend khác. À, rồi. Lúc đấy là mình định tấn công rồi, nhưng mà đi làm, có đi làm phòng trà ấy. Rồi, thế là tôi có cái thói quen là trước khi làm bao giờ uống trà đá, uống một điếu thuốc. Thì đến ngồi trước cổng quán phòng trà đó thì thấy có một cậu đang đèo con này đến. Vỡ mộng. Vỡ mộng. À, đều chiêu đấy hả? Chiêu đây là chế xe máy thôi đúng không? Có nghĩa là cái lúc đấy mình ngồi trà đá đúng kiểu như thế này, giữa đây cốc trà đá. Ví dụ, cô ấy mang đấy ra đây là mình. Thế nhưng mà sao đấy thì ai là người tỏ tình trước? Thật ra thì chẳng ai tỏ tình đâu, nhưng mà cứ bật tín hiệu cho nhau ấy ạ. Mình cũng rất là thích, nhưng mà rõ ràng là mình cảm nhận là có thích mình, nhưng mà thể hiện ra thì không phải như thế. Anh có thấy là ai thích thì thích một người là mình phải quan tâm theo dõi đúng không? Ra vấn đề ở đây là mình ngại. Chính vì mình thích cho nên mình mới ngại. Không thể hiện một cái gì hết. Nếu mà theo cái công nghệ 4.0 thì Tùng đã bật Bluetooth được cách đây 2 năm rồi. Còn Nhân đã bật rồi, nhưng mà gọi là chưa có sự kết nối. Ví dụ như hôm đấy rất say, anh nhìn thấy là miệng miệng dây vẫn như vậy, thế là miệng nhỏ như thế, thế anh cũng là say thì anh lái về, anh đèo em bằng cái điện, nhưng mà lại cái điện, nhưng mà lại cái điện. Hai đứa là cái điện không thể làm được, rất nặng, cái này chỉ là hỗ trợ điện và tạm được điện, còn không có điện không thể làm được. Ui, chết rồi, không điện nên là nặng lắm. Anh cũng không sao, vẫn đạt được. Xí không được khoảng độ 2 phút sau. nhưng mà vẫn sĩ. Mặc dù thực tế lúc đấy là mình rất là mỏi chân rồi, nhưng vẫn phải không anh vẫn có thể rồi đấy, cũng như các cặp đôi khác thì lại ví dụ ngồi sau xe thì lại cái tay mình nên ôm như thế này, thế ra tâm mình cũng để im để im thôi, thì cũng ai nói với ai là yêu nhau hay như nào. Thế là từ hôm đấy thì em nói chuyện với nhau thôi. Ok. Có cái này mà thật ra chính ra đấy là tỏ tình ấy, tỏ tình bằng body language đấy. Vâng, body language không phải nói năng gì cả, chỉ có ấy nhớ lắm. Trong khoảng thời gian mà hôn nhau lần đầu tiên cho đến mãi sau bắt đầu cưới thì trong khoảng thời gian đấy nó là khoảng bao nhiêu lâu? Trong thời gian đấy thì có chuyện gì đã xảy ra? Thời gian mà hai vợ chồng yêu nhau chỉ khoảng 5 tháng thôi. Và trong 5 tháng đấy thì rất nhiều chuyện xảy ra. Ghen này, kiểu này, xong rồi tìm lục lọi cái lúc người yêu cũ này, bla 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 bla. Nói chuyện với người yêu dọa đánh nhau đúng không? Tức là em tức là nếu như không có lửa thì sẽ không có khói đúng không? Rồi. Tại vì là không có lý do thì tự nhiên mình đâu có làm như vậy làm gì. Mà trong quá thời gian đang tìm hiểu thì anh đừng có nói dối một lần. Em vô tình biết được gì đấy và em cảm thấy là mà dưới như thế là kiểu tức là mình bị mất lòng tin là mình cảm thấy không được tôn trọng. No. Thì mình mới có trao đổi là tại sao lại nói như thế, nhưng mà cãi nhau và cũng chia tay nhau chắc được 2 hôm. Lâu quá rồi. Không thế thì sao mà chịu được? Vâng, em không biết đâu, tất cả các vấn đề khác xấu tính hay là như nào thì em có thể bỏ qua, nhưng riêng được những vấn đề mà dối kiểu để đi với một người khác thì không thể nào mà em có thể chịu được. Rồi đấy, thế là nói dối em vô tình, nói dối đi chơi với một bạn khác. Nói lại với em mà đi làm, vô tình cái liên cảm của em nó nhạy lắm. Anh em mà nói dối sao lại biết ngay? Sao lại anh Tùng ơi, tại sao lần đấy anh lại quyết định nói dối ngân? Tại vì tội nghiệp mà. Cuộc sống mà. Cuộc sống mà. Chỉ biết dùng từ đấy thôi. Không biết dùng từ nào khác. Em cũng thông cảm, vì mới quen nhau 2-3 tháng có thể là chưa có thể xác định say đắm mình lắm thì có thể tìm cách mối quan hệ nào say đắm mình lắm rồi. Có phải tính 2 tháng nữa mà là đối với anh Tùng là hơn 2 năm rồi. Trong quãng thời gian làm quen đấy thì hai người có làm quen tất tần tật mọi thứ không, hay là chỉ dừng lại làm quen trong sáng thôi? Có chứ ạ. À, bây giờ ai làm quen trong sáng bây giờ làm quen trong sáng tối đúng không anh? Tìm hiểu hết ra cái chuyện là lần đầu tiên tìm hiểu hết là diễn ra sau bao lâu và như thế nào? Nhanh đúng không? Tẩy cuốn mà cuốn không cần tẩy. Tại vì thực ra thì anh ơi, Bluetooth là hai vấn đề tự nhiên.
mọi thứ nó rất tự nhiên, đó là rồi. Thường là sẽ đi làm theo một quy trình rồi, nhưng mà tự nhiên này đúng là cũng có tính toán thật đấy. Kiểu gì đàn ông mà cuộc sống là phải có một chút tính toán, mà thật ra tính toán cũng nằm trong tự nhiên thôi, tự nhiên thích tính thì tính thôi. Đúng rồi nhỉ. Như kiểu là ví dụ bình thường hai vợ chồng đi làm xong hôm nay lại yêu nhau, cũng đi làm xong đi làm trà với nhau thì lại theo một cái kế sách rất đơn giản là đi về đi nhậu với anh em. Đi nhậu với anh em xong rồi thì mình sẽ có một cái sự can đảm là sẽ quay sang và là em có về nhà không. Rồi tiếp đi em hoàn năng đang hoàn nhịp rồi đấy. Ok, bắt đầu từ đó hôm nay có phải về nhà không, sau cô ấy cưỡi trả lời là em về. Không phải về. Không phải về. Vâng, vâng, vâng phải về. Nhưng mà nhà gì hả? Nhà nào? Thật ra thì vợ thì cái thời điểm đấy thì vẫn phải về nhà thật. Tại vì không về thì bố mẹ sẽ... không đi qua đêm được ạ. À. Thì có một cách nữa đó là Tùng đã bảo là cứ về đi, xong đợi bố mẹ ngủ, trèo ra. Và cứ như thế mãi cho các lần như vậy thôi. Ngồi ngoài chờ, sau đó là đợi bà này bà ấy tìm cách bà ấy mở cửa, mở chỗ cửa các thứ. Nhưng mà có bao giờ bà giỏi lắm nếu mở cửa thì chó không sủa. Chó không sủa. Ôi nhảy đôi con chó đó. Dạ, có hai con chó. Mình cứ đi chuẩn bị lại một cái là bẩn. Thế mà xong rồi cuối cùng mấy lần đầu nó bình thường, tôi nghĩ lần sau là em chết đi nó được. Nhìn thấy em là nó chết đi. Vậy thì từ quen nhau cho đến lúc cưới nhau chỉ có 5 tháng. Đối với mình ý, thì 5 tháng là một khoảng thời gian khá là ngắn đấy. Vậy thì tại sao mà hai người lại quyết định đi đón nhân nhanh như thế? Tại vì là có em bé ạ. Wow, vậy thì cái thời gian phát hiện ra là có em bé thì hai người xử lý như nào? Cũng rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Rồi, lúc đấy theo Phương được biết là chưa yêu nhau lắm đâu đúng không? Đúng, chỉ là làm quen thôi đúng không? Thế thì cái cảm xúc lúc mà Tùng và Lân biết có em bé là như thế nào? Lúc đầu tiên thì Tùng, việc đầu tiên của Tùng là sẽ muốn giữ. Và Tùng thì muốn nói là trong mọi trường hợp phải sinh. Cưới cũng được, không cưới cũng được, nhưng phải sinh em bé. Wow. Còn nhau thì sao? Tiếp theo đến vợ ấy. Lúc mà bọn em phát hiện ra là có em bé thì lúc đấy cũng khoảng hơn 2 tháng rồi, thế mà là gì? Mà em thì lúc em thằng ngán ngủ thì bà em vẫn đi hát, nhảy mầm, vẫn đi hát. Wow. Diễn hai vợ chồng vẫn đèn nhau 12 giờ trưa lên xe Tây Hồ diễn, không có một triệu chứng gì được, cả ngán và mệt cả. Không biết, thì là chẳng rồi. Cuối cùng thấy kỳ như lâu lâu, có bất thường, bắt đầu em đi khám thì đã hơn 2 tháng rồi. Ui. Thì em cũng rất là sợ. Ban đầu mình cũng tại vì mình đang trẻ mà, tự nhiên là có bầu rồi. Lúc mẹ... đấy là em bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Hai người vẫn còn kiểu đi uống trà chanh. Sợ em chỉ là mấy bé thôi. 22 tuổi thì... vẫn đang tuổi ăn chơi. Đang tuổi ăn tuổi lớn cũng là sợ. Thì em ấy thấy mình cứ chần chừ, em dùng, em rất rủa. Em bảo, thế có cưới không? Không cưới thì nó luôn một không. Thì người ta còn biết, ta xử lý, đừng để bụng to lên rồi. Thế mẹ bảo là không cưới. Thì không là gì cả. Thế là anh Tùng bị ép cưới hả? Anh Tùng cái im tim này. Đâu? Mày nhìn mày thanh thì xong rồi có một đây cái để cho anh tôi tiếp kể thì em buồn lắm, em cũng nói là thế bây giờ thế nào, ra rồi nói bố mẹ không có gì để cần giải quyết, chứ không thích là để lộ liễu quá rồi mọi người sẽ biết. Thì không gì cảm quãng được, không gì. Em một lần sau hai vợ chồng đi làm đè vợ em cứ nói lần sau lát. Cho đến bây giờ vẫn thế, không biết làm ở nhà ấy. Không hiểu là đang nghĩ gì và muốn làm gì, mình nói luôn để mình muốn biết, để mình không hết rồi. Tầm đấy là mình không nghĩ được cái gì nữa. Thôi mình nói với em rồi. Em bảo là thế đi nhá. Tôi biết là nghĩ bây giờ, mình biết được cái đang nghĩ ạ. Nghĩ rất là kỹ. Thế giờ thôi, em tính như làm vậy mà. Thôi, đi ra phòng thấy luôn, không nghĩ gì nữa. Không làm gì. Cứ đi thằng kiểu, chờ tao khóc. Khóc mũi chảy gần ruộng này. Từ từ về nhà ăn bát cơm đã. Kiểu mình đi cho tới lúc này mà vẫn về nhà ăn bát cơm rồi. Mình thì kiểu điên cuồng. Thế là mình nói rất bình tĩnh cho mọi vấn đề. Rất là bình tĩnh, không có không ạ, kiểu tức quá. Xong rồi là ok mình ăn rồi, xong rồi anh lên phòng ăn cơm thì em đứng ở dưới em chờ, xong rồi đi không biết nào, đi lên nhà để ăn bát cơm đã rồi đi đâu thì đi. Mình cảm thấy cũng cứ từng kiểu như là không có chuyện gì xảy ra. Thế là mình đi lên phòng mình khóc, đóng cửa cho phòng khóc rồi á, kiểu suy nghĩ linh tinh trong phòng. Không ăn cơm xong đi vào mở ra nhìn ra chỉ bỏng bỏng kiểu không ai giống hơn rồi. Mình cứ nghĩ xong cái giờ phút đấy thì em cũng khóc thôi. Thì mình cảm thấy là chưa được một cái nhà như thế, mà chắc là
mình không đến nỗi mình bị bỏ rơi. Nếu có người bây giờ đấy là họ không cưới thì tự nhiên mình phải tự quyết định. Mà rất là buồn nếu như mà cái chuyện đấy xảy ra. Nhưng mà nếu như mà có một câu nói là em bình tĩnh để em suy nghĩ thì mình sẽ thấy đúng yên tâm thôi. Hơn. Ừ. Không nói gì cả. Cứ thái độ tầm 3-4 ngày không nói một câu gì. Không ai chứ. Ờ, như nào? Mình thì lo lắng, cái bụng cứ ví dụ qua một ngày nó to lên, mình cảm thấy mình cũng sợ chứ. Ừ. Mình sợ chứ, bây giờ đấy thì yên tâm hơn. Đúng rồi, không hiểu đang nghĩ gì. Cưới mình không nhỉ? Cưới mình không nhỉ? Giai đoạn đấy là giai đoạn căng thẳng. Căng thẳng. Với cả là cũng nghĩ thêm một số vấn đề nữa, tại vì mình còn trẻ mà. Ừ. Chứ còn cưới bây giờ bị công cổ. Còn biết đi ăn chơi vậy. Không, sự nghiệp sẽ ra sao rồi, là bữa nhậu là sẽ ra sao đúng không? Tôi đang nghĩ là còn chỉ có mấy vấn đề đấy thôi. Nhưng còn về vấn đề mà em bé thì chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ. Chưa bao giờ, chưa xuất hiện một lần nào. Không đâu. Viện nói chuyện với gia đình hai bên. Rồi, nó ra dưới danh như thế nào? Đầu tiên là bước qua một rào cản cực lớn, thế là nói chuyện với bố mẹ mình trước. Đấy mới là cái giai đoạn à, bên nhà vợ lại không ngại nha. Bên nhà vợ thì từ các bác đến ông bà mọi người rất là vui. Nhưng là không có rào cản với bên nhà vợ. Và bên nhà vợ phút một tích tắc xong không ngại, sẵn sàng luôn. Nhưng mà bố mẹ mình thì là một cái khó. Bởi vì bố mẹ chỉ là nhà giáo, cho nên là cái tâm lý và cái cách mà tư duy nó hơi kiểu truyền thống. Và khi việc đầu tiên là mình lấy một người vợ mà nghệ thuật là bắt đầu là đủ các loại văn rồi. Trong khi mình cũng làm nghệ thuật thôi. Thế nhưng mà lúc đấy bố mẹ đã biết là có em bé chưa? Chưa. Chưa biết, đấy. Nhưng mà Tùng giải quyết rất là nhanh. Ừ. Bố mẹ ra nói chuyện với bố mẹ thì gọi mẹ ơi, bố ơi, con cần nói chuyện. Nói luôn. Anh đã nói như thế nào? À, mình chưa biết đấy. Bây giờ chip có bầu rồi, con làm nào đi. Đấy là về nhà hỏi ý kiến. Về nhà hỏi ý kiến. Sau đó thì bố thì còn tâm lý hơn. Trong lúc đấy còn mẹ thì đứng kiểu mặt ôi chết rồi. Con với chàng trai đặt bát cơm xuống rất bình tĩnh. Thế là như nào? Bố thì chỉ nói là cứ cố gắng xem, suy nghĩ kỹ xem có cần, có chắc chắn cưới không. Nếu mà không thì bảo bố thế nào đấy. Còn mẹ thì chỉ hỏi đúng con bây giờ như nào. Thì tụi đã trả lời như nào? Thì lúc đấy không biết phải nói gì luôn. Không biết nói gì, không biết làm gì luôn ấy. Thế là cuối cùng mình cũng nói chuyện qua lại một lúc. Thì cũng quyết định là con, sao là con xác định là con sẽ cưới. Thì chip thì mẹ thì vẫn cho dỗi. Dỗi à? Dỗi. Thì tâm lý mẹ thì bao giờ cũng thế mà. Thứ nhất là lo cho con, tại vì là con yêu chưa được bao lâu. Mà trong nhà thì hai người phụ nữ cũng khác vào máu, thì không bao giờ có chuyện là chăm nhau nữa. Không bao giờ. Về sau khi đã cưới nhau về xong rồi thì hai người có thay đổi gì không? Vẫn chưa hòa hợp nhiều. Nhìn được tính cách của cái lúc cưới chính xác và lúc bắt đầu yêu nhau đấy. Thì yêu thì cãi nhau nhiều lắm. Lúc đấy là thời gian để tìm hiểu. Năm đầu tiên mà con trai 10 tuổi thì vì tự bởi vì là như kiểu là mới yêu bắt đầu các cái cuộc cãi vã va chạm bắt đầu mới xảy ra, tính cách thế này nó mới lòi ra, cách vợ như này lòi ra, chồng lòi ra, rồi cãi nhau, rồi là cũng đánh nhau, rồi là cũng nói nhau, rồi là đánh nhau luôn, cũng đánh nhau luôn, chửi nhau tao mày suốt, cũng hỏi là vừa đâu gì lắm nha. Thế ra thì bà này cũng đầu gấu tuổi chó mà tính cũng hò chó lắm. Thế là nóng tính. Mà ông này thì cứ chần chừ dần dần lầm lì, cứ lì lì, mình không biết nào lần thì mình nghiền quá. Thì em thì hơi nóng vội. Mỗi cái câu chuyện nó xảy ra mình hay kiểu có cái cách giải quyết là mình muốn phải nói thẳng nói luôn. Là đến một ngày đó mình kiểu bị dồn nén là mình sẽ bị. Có một cái hôm cãi nhau với bớt nước mắm anh ạ. Một cái sao rất là vớ vẩn vì là huyền thoại. Thực ra không hết cả bát rồi. Chỉ đơn giản là vì cái bát nước mắm mà trước lúc đấy là quá nhiều cái câu chuyện. Chồng vô tâm, không quan tâm đến vợ này. Lúc này chỉ có máy tính 24/24, không biết vợ con như nào, không quan tâm. Mình cứ một mình với con một phòng cứ thế, lăn lộn cả đêm hài, rất là tủi thân. Đúng, cái thời điểm đấy thì mình chưa biết nghĩ. Lúc nào? Tâm đến công việc, với cả tớ mình nói. Tập trung. Đấy, thì cũng là việc. Cái thời điểm đấy là điểm khó khăn đi. Đúng không? Kinh tế không có. Với là kinh tế còn đang. Nhau con còn nhỏ, đúng. Em không đi làm được, bố chồng em là người kinh tế chính này. Rất nhiều stress xảy ra xong rồi. Trời ơi, căng thẳng với bà này ở nhà lúc nào bán bồ bà cũng như này. Bán bồ bà cũng như này. Anh phải hiểu, tức là tại vì là khi mà phụ nữ của em bé nó thay đổi nhiều lắm. Đúng rồi. Không hiểu tại sao mình tự nhiên mình bị như này, nhạy cảm.
thay máu. Thế mất bao lâu thì anh Tùng mới hiểu được vấn đề và cái bước ngoặt của cái việc hiểu ra như thế, như anh gọi là lúc đó không biết nghĩ. Thế thì bước ngoặt nào đã khiến cho anh từ người đàn ông chưa biết nghĩ trở thành người đàn ông biết nghĩ? Cái mà để mình lớn và trưởng thành nhất là con mình. Nhìn là nó tự lớn. không cần phải ai dạy, cũng chẳng cần học ai. Chính xác. Chính là con mình là tự lớn. Chính con là người dạy mình cách làm cha làm mẹ, đúng không? Bây giờ CJ rất muốn cả hai bạn kể những ước thật xấu của cả hai bạn nhá. Đó, thế bây giờ mình sẽ cho cơ hội để kể ba thật xấu cho đều đánh nhau. Ok. Anh Tùng thì cực kỳ lười. Lười lắm thôi đấy. Ui. Cái này trước khi cưới em có biết không? Đấy. Vỡ mộng. Ôi dồi ôi, lười lắm. Khi mà đã ngồi ôm cái máy tính rồi là có hét bên tai cũng không thể bảo được cái gì hết. Anh chỉ thích làm việc về chuyên môn thôi. Còn tất cả các cái khác anh rất chăm về chuyên môn. Nhưng mà rất lười về kể cả việc thì nhận định em với vợ cũng lười luôn. Rồi tiếp. Còn mấy người ta trong lúc đang suy nghĩ nhường cho anh Tùng kể một tật xấu của vợ nào. Một cái mà thực ra ám ảnh nhất vẫn là nói nhạc. Ám ảnh. Có một câu chuyện là rất nhiều lần mình đang làm nhạc ở trong phòng studio của mình, thực ra thì chẳng có tiếng gì cả, tự nhiên mình quay ra cửa, vợ gọi chồng à. Cũng là cái âm thanh thì nó bị ám ảnh trong đầu ấy, nó cứ lẩn quẩn ở trong đầu đang làm nhạc. Thế là xong rồi mà vợ thì đang rửa bát ngoài kia, bảo đâu vợ có nói gì đâu. Ủa, thế mình ma. Rất nhiều lần như thế rồi. Bởi vì vợ nói nhiều đến mức mà tiếng thì cái âm vang trong đầu đúng, cô. Nhưng mà cái bà này ấy là bà ấy nói theo cái kiểu là bà chuyện gì bà cũng nói. Bà liên tục. Anh nói quá ít mà anh ấy nói. Chính vì từ lúc quá mà yêu bà này và cưới bà này thì mình cũng bắt đầu mới học được cái cách nói lên. Nói nhiều lên. Mình đã từng thử và đã tìm cách đó là mua cho bà ấy một cái PC. Hai vợ chồng của bán CSGO với nhau. CSGO. Nhưng cũng không ăn thua cuối cùng vẫn. Bây giờ mà bà không nói là mình đúng kiểu mình cảm giác thiếu luôn. Nghĩa là thời gian đầu thì rất là ám ảnh. Như kiểu là một cái âm thanh gì đấy hoặc bên tai nó cứ lẩn quẩn, nó cứ đủ kiểu chồng ơi chồng thế này chồng thế nọ bla 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 bla. Nhưng mà sau mình sẽ thành cái thói quen. Bây giờ anh luôn. Nói ít hơn rất nhiều vì ngày xưa là anh chưa hiểu anh ý. Thực ra là thế đấy. Tức là rất là chưa biết. Đâu, ngày nào cũng khó đúng không? Bây giờ thì anh ấy mở mắt ra, anh chỉ làm công việc của anh ấy. Anh chỉ về nhà buổi tối thôi. Thì có thể mình sẽ nói chuyện trong vòng một tiếng vào buổi tối. Nếu như anh không muốn nghe là mình không nói nữa. Gọi điện cho bạn mình. Đấy, tức là mình vẫn nói nữa. Mình vẫn nói nữa, không nói nữa. Nhưng mà mình vẫn đang ngồi làm việc và bà ấy ngồi bà ấy khôn cho bạn bè ở đây ở ngoài. Như mọi người cũng biết thì khi mà chị em phụ nữ mà chơi thân với nhau mà nói chuyện với nhau chứ ôi trời ơi không thể hết chuyện được, không bao giờ kết thúc. hợp lý đấy nói chung là cái này gọi là buổi chuyển xoay nhau thôi. Rồi tiếp tục đi, tập phẩm thứ hai của anh Tùng là vô tâm ạ. Thực ra không phải là vô tâm là sai mà thực ra là mình không biết cách thể hiện tình cảm ra ngoài. Là mình thể hiện theo cái kiểu ví dụ như đùng một cái một thời gian rồi mình làm cái gì mình tặng người đó rất là big, người đó rất là lớn. Thì đấy là kiểu dạng nhưng mà ví dụ bạn thể hiện tình cảm theo kiểu là cứ phải nói yêu hay là phải nói kiểu mấy cái từ kiểu bắt vợ thì chịu không làm được. Đây đây là cái hai người không hiểu nhau này, cái con tâm ở đây là gì, một ngày cũng phải biết là vợ mình làm gì. Ăn uống gì chưa? Như thế, thế này gọi điện thoại. Nhưng mà nhá, đột nhiên nếu như em đã không là người chủ động thì không bao giờ chủ động. Wow. Thì hai vợ chồng là người thuận tâm, cho nên là cái giờ giấc nó lung tung, nó không có gần như là lâu lâu mới được một bữa cơm ở nhà. Đây là lại quanh co rồi này. Nó không phải là vấn đề, bởi vì vấn đề là nếu như thực sự là bản thân với nhau thì sẽ có nét là đương nhiên là mình không ấy thì người ta vẫn sẽ tự ăn được thôi, nhưng cái ở đây muốn nói là mình nghĩ về nhau nữa thì mình sẽ chút. Gọi điện alo ăn chưa làm gì ăn gì ạ, ơi thôi chẳng hạn việc tiếp nhé, như thế đó là một cái cách là mình vẫn đang liên kết với nhau, đi về nhau. Tức là theo em được hiểu thì là hai người có hai cái ngôn ngữ thể hiện tình yêu khác nhau. Anh Tùng thì là một cái ngôn ngữ là làm và thể hiện và gọi là thể hiện ra bằng kết quả. Còn đối với Ngân thì là Ngân muốn được thể hiện bằng những cái cử chỉ, hành động, cái sự quan tâm và những gọi là affection đấy. Đấy thì cái này thì hai người sẽ dần
dần hiểu nhau hơn thôi. Nhưng nếu như mà có thể muốn đối phương thay đổi một điều gì đó thì là Ngân và Tùng sẽ muốn vợ chồng mình thay đổi điều gì? Chị anh chỉ muốn anh ấy là con vợ thay đổi ngôn ngữ tình yêu đúng không? Còn anh Tùng thì sao? Có một số cái nhỏ thôi. Nhưng mà chị muốn vợ mình thay đổi, thứ nhất là về vấn đề nói, thì không phải là vấn đề nói nhiều hay không. Mà nói đúng lúc đúng chỗ. Đúng lúc đúng chỗ. Đúng lúc đúng chỗ. Và ở nhà một kiểu nhưng mà khi đi ra ngoài lại cũng phải có một kiểu khác nữa. Rồi. Sao để mình cân bằng được những cái đấy. Và về vấn đề suy nghĩ nữa. Nghĩa là vợ mình rất hay bị vấn đề là suy nghĩ, nhưng mà nghĩ không vào vấn đề thì nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Nó cứ nghĩ luẩn quẩn. Xong từ những cái suy nghĩ luẩn quẩn thì nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái suy nghĩ khác. Nó không tốt. Thì mình chỉ cần nghĩ vào đúng trọng tâm vấn đề. Bộ nào bộ bà ra nó khác nhau. Giải quyết nhanh gọn. Tại vì thực ra hai vợ chồng có một cái tính nghĩ là giống nhau đấy. Đó là về cái việc mà nói thẳng, nói thật và không tự ái. Ai đều có. Ok, câu hỏi đầu tiên, 1, 2, 3, tôi không thích người yêu cũ của vợ hay chồng mình? Wow. Người yêu cũ là cái người làm cho anh không uống hết được tất cả đây. Ok, người yêu cũ là người yêu cũ đối với Tùng là người đã đeo bài lên sân bài đúng không? Nhìn là người đấy đúng không? Đúng. Đơn, nhìn đứa mắt là anh Tùng. Nói chung là nhìn cũng khó chịu lắm. Không đẹp trai bằng mình, hay là đẹp trai hơn mình quá nhiều như là mình biết. Thực ra thì cậu đấy thì đẹp trai mình là đẹp trai hơn và lại còn nhìn đô hơn nữa. Nhưng mà cuối cùng có sớm có được gì đâu. Đấy. Chiến thắng vẫn nằm trong tay anh đúng không? Chính xác. Wow. Chỉ có lý do để mình không thích rồi đúng không? Thế còn ngay thì sao, em đã bao giờ gặp người yêu cũ của anh Tùng chưa? Rồi, em còn biết đời cũng chơi với nhau, cũng trong một nhóm nhạc. Wow, ok. Thì không có lý do gì để ghét nhạc đúng không? Chính xác. Tôi đã từng rung động trước người khác khi còn đang yêu đối phương. Ồ. Không nên trung tình. Thật đấy. Không tin. Và tung lung tung. Không tin. Em mà đã thích hay là yêu ai là kiểu mình trong mắt mình là mọi thứ là nó chỉ là điểm gì thôi. Thôi chẳng có một tí gọi là rung động gì hết. Rồi, ok. Thích thì không có. Thế cái lúc mà anh Tùng đang rung động người khác thì Ngân có biết không, có cảm nhận được không? Rung động lúc nào đấy. Đấy là câu trả lời rồi. Thực ra thì không phải là rung động mà thực ra cái lúc mà bắt đầu yêu ấy, tầm 1 tháng đầu ấy, thì mình vẫn lúc đấy là mình đang trong cái tuổi trẻ mà. Lại tuổi trẻ mà đang nhìn ngắm mình, vẫn đang ngắm nghía kiểu rồi tìm hiểu xem là ok. Em chỉ muốn là biết từ lúc kết hôn thôi, còn lúc trước đấy em không muốn biết. Lúc kết hôn là không. Lúc kết hôn thì đương nhiên là không rồi. Trước khi kết thúc chương trình thì CJ và Obi có một thử thách nhỏ dành cho anh Tùng để coi như là tạo tiền đề cho một cái thói quen mới cho gia đình sau chương trình này trở về thì sẽ yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn và hạnh phúc hơn. Anh Tùng đã sẵn sàng chưa? Ok. Bây giờ Obi muốn là anh Tùng hãy nhìn vào mắt Ngân 30 giây hoặc nhiều hơn tùy ý và hãy nói với Ngân bằng cái ngôn ngữ tình yêu mà Ngân vẫn hằng mong muốn. Khó nhỉ. Đây mới là thử thách mà. Rồi, hai bạn. Nói gì mình muốn thôi. Vợ đã ăn cơm tối. Đã ăn cơm tối chứ. Thôi ôm nhau một cái để kết thúc mình nhỉ. Thì ngỡ mình thấy có được không? Ok, được. Ở nhà về nhà nhớ phải nói nhá. Em sẽ giải quyết ở nhà sau. Đóng cửa vào nhau. Thích chưa mời.